Thật ra thì chị thấy đàn ông bọn em khổ dã man luôn ấy. Phập ít thì vợ nó chê, nó coi thường. Phập nhiều thì tụt cân, mở mắt, mỏi gối, đau lưng. Nhanh ra thì vợ nó cho mọc sừng, lâu ra thì vợ nó lại khiếp sợ. Tiền thì phải nhiều, súng thì phải to, vừa phải tốt đầu trên, vừa phải khỏe đầu dưới. Ra ngoài thì phải miệng nưỡi để lĩnh sếp, về nhà thì phải múa nưỡi để lĩnh vợ. Chung quy lại là gì? Làm đàn ông quá khổ. Chính vì vậy, để cho đỡ khổ thì đàn ông mình cần phải biết cân bằng cuộc sống từ những cái điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như lúc phập là phải biết cân bằng và kiểm soát thời gian. Khi nào vợ bảo anh xuất ra đi là mình phải xuất ra được, không được sớm quá mà cũng không được muộn quá, mà phải đảm bảo cái độ sướng vừa đủ. Và để làm được việc đó thì anh em mình nên dắt theo người cái bộ đôi trợ thủ này nhá. Cao xỉn xú này thì sẽ giúp anh em mình luôn kiểm soát được cuộc yêu. Lúc nào muốn ra là mình cần tập trung cao độ, dập mạnh, dập tốc độ cao là có thể ra được. Còn kẹo bồ yêu nhất dạ ngũ giao này sẽ giúp gia tăng hưng phấn, để vợ đòi hỏi bao nhiêu hiệp mình cũng phải chiều được bấy nhiêu hiệp mà không